Hello xin mời chào tất cả các bác nha Đó, Martin mới vừa nghìn sáu Em đang đánh cái đôi loa trên này, đôi loa nằm kìa JBL anh em nhìn thấy nó sáng kìa Đó con, con loa nằm thôi nhá, nhưng tiếng rất hay. Đấy, con loa nằm đấy tiếng rất hay. Ok chưa? Đó. Tiếng rất hay luôn anh em nhá. Đang cắm trực tiếp nhạc vào. Đó. Đang cắm trực tiếp nhạc vào đây. Đó. Ok chưa? Cực kỳ là ổn náp luôn. Chưa? Nghe bát chép rất là nảy căng đúng không anh em đó. Đó. Mới 1.600 Con này thì đã từ rất là lâu rồi Bây giờ mới có hàng trở lại anh em nhé Theo cái nhu cầu của anh em thôi à, Con này thì anh em sẽ đi với đồng bộ à, Mắc tin đó là con MA1003 kìa à, MA1003 4 kênh anh em nhé à, Con này là MX1006 Con này công suất của nó là 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 1.500 w một cây anh em nhé con này có thể đánh được xuống 2 ôm đó, 4 ôm thì nó đánh tầm khoảng độ là 3.000 w còn 2 ôm nó đánh 5.000 w anh em nhé đó, Martin mới 1 600 con này thì cái main thì tí nữa em sẽ sâu cho anh em xem nhưng mà main nó cũng không khác gì như là con xe 40 đâu đó mặt sau của nó cũng như vậy thôi đó, có các chế độ như là steer, parallel và bridge anh em nhé như vậy thôi cắm rắc vào và linh ra anh em nhé rắc vào và linh ra đó đây mên mạch của nó đây anh em này đó cực kỳ là khủng đúng không anh em đây cái dây nguồn này, em xin phép được rút cái dây nguồn đó đây dây nguồn rất là bự anh em nhé đó đây là ma nghìn ba đó có thể ghép chung với ma nghìn sáu đó anh em có thể thấy chưa đó, đây là cái dây nguồn rất là bự biến áp rất lớn anh em nhé đó thì với cái con uh, uh, MX1006 này thì công suất của nó là 1500W anh em nhé à, sò thì sò tô rồi Toshiba à, đấy 5200 và 1943 à, tụ thì cũng như những khác thôi 63V 10.000mm và hai tầng anh em nhé tầng dưới và tầng trên À, tầng trên thì là có 12 con tầng dưới 12 con là 24 tụ anh em nhé 64 sò và Sò à, là sò tô 4 quả gió anh em nhé bốn quả gió tàn nhiệt à, Thì anh em có thể, có thể biết rồi à, Rất là khủng luôn anh em đấy Thì con này thì uh, hiện tại uh, Ngày xưa em đang bán là 8 triệu 7 Anh em nhé Bây giờ thì nó tăng lên một chút Là 8 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé 8 triệu 800 000 đồng Giá rất tốt cho anh em Đó. Ok chưa Dòng này thì anh em chơi cho Xúc uh, kép anh em nhé Xúc kép coi 100 hoặc là 125 đều vật được hết anh em nhé nó nói chung là con này thì anh em chơi bất kể cái các dòng xúc kép nào đều có thể chơi được hoặc là phun đôi phun đôi nó đánh rất là căng anh em nhé và giá rất là ok cho anh em giá rất dễ chơi đó 8 triệu 800 nghìn đồng và anh em có thể nhìn thấy linh kiện đều là linh kiện chân cắm hết anh em nhé với những cái linh kiện chân cắm này thì anh em có thể thấy là nó cực kỳ là là bền bỉ anh em nhé, có lỗi cứ sửa chữa rất là dễ, đó, xóa tô rồi chuyên uh, cho đánh súp anh em nhé, chuyên đánh súp hoặc là anh em đánh phun đôi đều cũng ok hết anh em nhé, đó thì đây là một trong những cái dòng đẩy mà uh, rất phù hợp cho anh em ghép uh, chơi sự kiện, uh, rất là phù hợp cho anh em chơi sự kiện và anh em có thể ghép cùng với uh, ma một nghìn ba anh em nhé. MA 1003 để được một combo tức là MA 1003 thì chơi full còn con MX 1006 này thì anh em dành để chơi súp anh em nhé đó thì nó rất là hợp con này xóa tô thì chơi súp rất là lực con MA 1003 thì xóa NG NG với kép thì tiếng của nó rất là sáng anh em nhé rất là sáng và giá như em nói rồi chỉ có 8 triệu 8, 8 thôi chưa gồm phí ship anh em nhé thì anh em có thể tham khảo với con này Dòng này thì cực kỳ trơ bùa, bền bỉ và linh kiện thì luôn luôn là sẵn anh em nhé. Đó. Hai dưa le bảo vệ ra loa anh em nhé. Đó. Dây rất là lớn đúng không ạ. Dòng này thì nó đánh bằng áp rất là bình thường nhưng mà nó đánh dòng rất là cao. Anh em nhé. Dòng này thì đánh dòng. Nên tất cả những linh kiện này, cả những con cầu trì nó rất là to. Cái dây của nó cũng là dây, dây rất, là, rất là lớn anh em nhé đó. À, nhìn linh kiện của nó này rất là to anh em nhé đầy đặn to đây các thông số của nó c năm nghìn hai c năm nghìn hai đúng không ạ đó bên này thì một chín bốn ba một chín bốn ba a một chín bốn ba Đấy, đều là những cái cặp sò của NG anh em nhé À xin lỗi tất cả anh em Cặp sò của Toshiba Dòng sò huyền thoại để anh em chơi những Cục súp anh em nhé Bền bỉ trâu Đấy và giá thì như em thông báo với tất cả anh em rồi Và anh em nào có nhu cầu mua hàng Anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em Qua hai số điện thoại bên góc dưới màn hình anh em nhé Ok em xin dừng video đây thôi Cảm ơn tất cả anh em đã xem video Hẹn anh em những video sau anh em nhé Xin chào tất cả các bác nhé Để xem được những video mới nhất của bên em Thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên Youtube Gõ chữ thăng cao audio anh em nhé Đó, Khi ấn vào chữ thăng cao thì anh em nhớ đăng ký Đăng ký kênh và ấn chuông chọn tất cả khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em rồi chào cảm ơn tất cả các bạn